Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro One, Shiro của Thạch Chính My. Rất vui mình được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game Wannabe Fighting Pass. Và hôm nay thì tiếp tục chúng ta sẽ trở lại với series tẩy thẻ nha anh em. Thì nói chung là mặc dù mình đã nói với anh em là chắc là mình sẽ không đụng vào những cái bình cam nữa. Tuy nhiên thì do lý do, một số cái lý do anh em có thể thấy là ui, sao âm thanh to thế nhỉ? Chắc mình sẽ mở nhỏ một xíu nha. Nó hơi to so với mình, thành ra mình nghe nó hơi khó chịu một xíu. Rồi, ok. Âm thanh ở đây vẫn ổn là ok. Rồi, thì nói chung là như anh em đã biết thì ở clip trước mình đã clip tẩy thẻ phần 2. Nói chung là mình cũng chắc, mình nghĩ chắc là cũng khoảng 1-2 tuần rồi. Cái thẻ 1 và thẻ 2 của Mihawk của mình thực sự là rất hoàn hảo rồi nha anh em. Đây, mình sẽ sau lại cho anh em xem. Chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để cái kênh ủng hộ cho mình nha. Ok. Nói chung là clip này mình tranh thủ mình quay nhanh luôn, chứ nó không thì nó hơi mất thời gian. Ở đây là cái thẻ 1 nè anh em. Thì như anh em thấy thì cái dòng dòng 2 và dòng 3, hai dòng này thì đều là A này, đều là A khá là ngon, và nó thì đều rơi vào chí mạng nha anh em, tức là crit đó. Ở cái này 6.3 này, 7.8 thì nó ra cộng lại là chúng ta được 14.1, rất là ngon. Còn cái trên đây là 5.6, tuy nhiên thì nó lại rơi vào là sát thương chí mạng thì nó không phải là crit nha anh em. Cho nên là cũng hơi buồn. Tuy nhiên thì cũng đã rất là hoàn hảo rồi. Thẻ số 2 thì như anh em thấy đây, mình cũng được cái này 5.3, cái này thêm 3.9, cái này tuy là C nhưng mà nói chung cũng được, tạm thời lấy đi tại vì có cái A này cũng được nè. Cái giữa này thì nó lại là sát thương chí mạng, còn crit thì được hai cái thôi, đó là C ở trên dòng 1 và dòng 3. Còn riêng cái thẻ 3 thì đâu rồi? Đây. Riêng cái thẻ 3 này thì như anh em thấy là mình đang được một cái hệ số chí mạng thôi, rồi crit đó là cái dòng số 1, thì cái này rơi vô là 5.5. Thì cái 2 và cái 3 này thì mình đang cố giữ lại thôi. Thật ra mình tạm thời đây thì hôm nay mình sẽ tẩy, mình giữ lại cái thuộc tính 1, sau đó thì mình sẽ tẩy cái 2 cái 3. Nói chung là mỗi lượt như thế này thì chúng ta sẽ tốn 60 trái vàng. Đấy, nói chung là clip trước mình tẩy như anh em biết rồi thì mình sẽ ráng lấy được hai cái dòng 2 và dòng 3, nói chung là nó ngon ngon một xíu là ok. Còn hai cái C này tạm thời mình chỉ mang thôi. Chủ yếu là mình lấy cái 5.5 nè. Đó, cái này là crit nha anh em. Cái này là crit đấy, là 5.5. Giờ ráng lấy thêm khoảng tầm 4 chấm nữa là ok. 4 chấm nữa với lại cộng thêm cái này nữa 4.5 là tròn 10 chấm là ok luôn. Còn nói chung là dòng dưới này để xem sao đã. Nói chung là phải cảm thấy nó hoàn hảo là ok. Rồi, bây giờ mình ra thư mình nhận nha. Nói chung là mình có một số cái bình cam mà mình đã mua đây rồi. Mình có 3 cái lá thư gửi về đây. Thứ nhất là 60 bình cam và cái này là 200 cái điểm hoa hồng. Điểm này là điểm đấu giá nha anh em. 200 này thì cũng tương đương với 200 trái thôi. Thì cái này có thể là từ bây giờ có thể mình sẽ tích để mình mua những cái thứ mình cần thiết, chứ mình sẽ không chơi bình cam nữa. Nói vậy thôi chứ sắp tới tương lai nói chung vẫn có thể phải đụng tới, nếu mà chúng ta muốn đầu tư cho một con tướng nào đó. Tại vì hiện tại chỉ mới đầu tư cho Mihawk thôi. Lực chiến của Mihawk hiện tại của mình nếu mà mang đủ thẻ là khoảng tầm 70k. Thì hôm nay mình sẽ tẩy cái thẻ 3 này xem sao nha. Rồi, vô luôn, nói chung là không làm mất thời gian nữa thì giờ mình sẽ tẩy luôn nha. Vẫn là cái mưu mẹo cũ của mình sẽ mang cho Lucy, được lấy cái thuộc tính của Lucy để cho game troll chúng ta, thì chúng ta sẽ tẩy được những cái gì đó nó ghê ghê. Hiện tại bình tím mình cũng đã tẩy hết rồi nè, chỉ còn có 27 bình thôi, chắc là mình phải tiết kiệm thôi anh em ơi. Tiết kiệm để ít bữa còn tẩy những cái thẻ khác nữa. Bây giờ mình nhảy sang bình cam luôn nha. Đây, có 60 bình. Lúc đầu mình định mua là 30 bình thôi, nhưng mà 30 bình thì chỉ được khoảng 10 lần click, tức là 10 lần tẩy thì mình sợ nó không đủ, thành ra thôi thì cứ mua chắc chắn thêm 30 bình nữa. Nếu mà dư thì để cho những lần sau, còn nếu mà thiếu thì thôi, khỏi. Rồi thì giờ mình sẽ giữ cái B lại nha, mình sẽ nhấc vô cái ổ khóa bên đây. Thì như vậy thì mỗi lần tải chúng ta sẽ tốn là 60 trái, chúng ta sẽ được hai dòng, còn dòng 1 thì vẫn sẽ giữ lại. Rồi, để xem thử coi lần đầu tiên có may mắn hay không nha. Ê! Đây, bây giờ là nó bắt yêu cầu là xác nhận 60 trái, thì nói chung là mình sẽ không tắt cái này đi. Nói chung là để an toàn một số cái trường hợp, có thể là nó yêu cầu chúng ta mà chúng ta chưa kịp xem lại. Thì tốt nhất là, theo bản thân mình thì mình không nên tắt cái này, nói chung là để nó xác nhận một xíu cũng được. Trái của mình thì giờ chỉ còn khoảng 14.900, tức là 15.000 thôi, khá là ít. Tẩy xong đợt này, nếu mà tẩy 10 lần là tốn tới 600 trái rồi, có vẻ là sẽ còn 14.000 thôi. Rồi. Ui, cái gì vậy? Ui, vãi lên. Chứ gì đã có một cái S rồi đây mà. Vãi thật, nhưng mà cái này thì nó lại rơi vào là yêu cầu ăn trái Doan. Ủa, tính ra là yêu cầu ăn trái Doan là mình đang mang cho Lucy luôn á. Còn dưới đây cái A, nhưng mà hai cái này thật ra đều không ngon. Nếu mà nó rơi vô đúng cho thằng Mihawk của mình thì mình cũng không lấy đâu. Tại vì cái này thì một cái là đam và một cái là phòng thủ. Khá là đen nhờ. Thật sự là quá đen luôn. Rồi cái này thôi để lát chụp cũng được, không quan trọng. Ủa cái gì vậy? Vãi vậy? À đây, nó đang còn nằm đây. Đấy thì nói chung là cái S và cái A này không phù hợp nha anh em. Cho nên chúng ta phải bắt buộc là phải tẩy tiếp này. Ui, nhưng mà anh em lưu ý là nhớ nhớ khóa cái ô này lại nè.
Đó, nhớ khóa lại nha. Khi mà nó chuyển đổi thẻ thì nhớ khóa lại nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tẩy tiếp pha thứ hai nha. Chung là khá là hồi hộp. Đợt này thì mình không có nhiều bình, thành ra thì cứ hồi hộp ba la xì bùa một xíu. Ok, mình sẽ tẩy phát thứ hai. Tiếp tục là xác nhận sống bị trái anh em, hy sinh sống bị trái. Ok. Ồ, trời ơi, lần này được hai dòng A và một dòng chí mạng cực ngon. 7.7 crit nhưng mà nó lại yêu cầu hình như là ăn này là ăn Logia. Trời ơi, Logia. Cay thế nhờ, hai dòng đều yêu cầu Logia, một dòng là đam, một dòng là crit khá là kinh. Nhưng mà yêu cầu Logia thì chịu rồi, tại vì Mihawk không ăn trái. Rồi, mình sẽ tẩy phát thứ ba nha. Nếu mà phát thứ ba này không thành công thì mình sẽ tạm thời thoát ra, mình up luck một xíu. Như vậy là vẫn chưa ra gì ngon cả anh em. Một cái yêu cầu Zwan và một cái yêu cầu Logia vẫn như vậy. Thì bây giờ mình sẽ quay lại. Nó sẽ có một dòng như thế này thì anh em nhấn nút vàng nếu mà anh em muốn dựng lại thuộc tính cũ. Còn nếu mà nhấn nút màu xanh thì nó vẫn sẽ ở lại giao diện này, chứ chúng ta chọn tiếp. Thì mình vẫn sẽ nhấn nút vàng, sau đó mình sẽ thoát ra. Mình sẽ di chuyển một xíu, chắc là mình sẽ đi ra bờ biển một xíu anh em ơi. Chỗ này nó không hên cho lắm. Mình sẽ di chuyển qua bản đồ thế giới. Đây, cái map đầu tiên thường thường nó hay hơn lắm nè. Mình sẽ di chuyển tới cái map đầu tiên nha. Đây là map cối xay gió. Map này thì khi mà mình đi đào kho báu thì thường thường mình nhận được rất là nhiều sự may mắn. Cho nên bây giờ mình sẽ di chuyển tới cái cối xay gió đó để mình lấy sự up luck và sự may mắn. Rồi ơi, nói chung là giờ mình chỉ cần ra một cái crit là được rồi. Mình cũng không cần hai luôn ấy. Cho nên hy vọng là sẽ ra được một cái crit. Nãy giờ mình đã nhấp 3 phát rồi, tức là nãy giờ là tẩy hết 3 bình, 3 3 lần rồi. Nói chung là còn 7 lần nữa là tròn 10 lần. Ôi cố lên anh em ơi, tiếp tục di chuyển nào. Đây, cái cối xay gió bên đây nè. Chỗ này là nó hay cho ra nhiều 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 trái lắm nha anh em. Thường thường mình đi đào kho báu tới chỗ này là hên lắm nè. Cho nên bây giờ mình sẽ di chuyển tới chỗ này một xíu. Đó, up luck các kiểu, sau đó thì mình sẽ vô đây mình tẩy tiếp nha. Ok. Rồi, nói chung là nãy giờ hơi đen, bây giờ thì phát thứ tư anh em à. Oh my god. Vãi lên. Mình vừa quên khóa cái này lại, đau lòng thiệt nhưng mà cũng may là nó không ra cái gì ngon cả. Cái dòng đầu là mình vừa nhắc anh em là khóa lại nhưng mà cuối cùng mình lại quên, cay thiệt. Cái này là nó yêu cầu hệ Logia, ở dưới đây thì nó yêu cầu là Zwan và cái dòng này cũng là Zwan luôn, vãi liền thật. Như vậy là cái pha đầu tiên mình chơi ngu nhưng mà vô tình là giúp cho mình là đỡ tốn được 60 giấy vàng. Rồi bây giờ khóa lại đi em ơi. Khóa lại cho nó an toàn. Rồi bây giờ mình tẩy tiếp nha. Tổng cộng là 4 lần rồi đúng không ta? Đây là lần thứ 5 nha anh em. Hôm nay ra S khá nhiều nha. Ra S và ra A cực nhiều luôn nhưng mà nó lại yêu cầu thế này thì mình chịu rồi. Nhưng mà hôm nay sao nó ra doan nhiều dữ ta? Thậm chí là cái này nó ra cả doan luôn này. Ồ, nếu mà tẩy phát nữa thấy không ổn mình sẽ chuyển lại cho Mihawk quá. Có khi nào giờ game nó chơi ngược lại không ta? Nhiều khi ấy cái gì đấy? Ủa cái này nó yêu cầu gì đấy? À, hình như là có thuộc tính ngon bạn có muốn giữ lại hay không, kiểu vậy. Có thuộc tính S nè. Đó, ok. Ngon. Rồi xong, cuối cùng đã nhận được một thuộc tính ngon rồi anh em ơi. Đây là dòng B cũng tương tự như dòng này luôn. Trời ơi. Cuối cùng là sự chờ đợi của mình đã được đền đáp. Đây là dòng thứ hai nha anh em. Đây mình sẽ khoanh cho anh em thấy nha. Đây dòng này là dòng B, nó khá giống cái dòng trên ở chỗ là nó không yêu cầu gì cả. Cái dòng chữ đầu đều là chữ trắng nè. Và cái này hơn cái là nó cũng ra crit luôn. Ui. Nếu mà ra sát thương chí mạng thì cũng không ngon, tại vì Mihawk thì cần crit nhiều. Cái này 5.5, giờ này 5.3 nữa, tổng cộng mình đã được là 10.8. Oh, phải lấy thuộc tính liền anh em ơi, lấy thuộc tính liền nha, nhấp vào nút xanh. Đây, nhấp vào nút xanh để đem nhận thuộc tính nha. Đó, lập chiến cộng thêm 200 và bây giờ tổng cộng mình đã nhận được thêm lượt là 5.3 crit. Tuy nhiên thì bây giờ còn một dòng nữa là dòng số 3. Thì tất nhiên là cái dòng này có thể mình sẽ hy sinh tiếp, mình sẽ khóa tiếp vào đây. Là tức 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 là một lần tẩy, bây giờ một lần tẩy của mình là tốn 200 trái. Ôi vãi lên, rất là tốn luôn em ơi. Hồi nãy một lần chỉ tốn 60 trái thôi. Bây giờ là gấp bao nhiêu ta? 6 x 3 18, gấp 3 lần. Gấp 3 lần như vậy. Trời ơi. Nhưng mà để hy sinh 200 trái mà để lấy được một cái chỉ số ngon thì thật sự rất là xứng đáng nha anh em. Cho nên mình vẫn sẽ hy sinh để thực hiện một cái clip này cho anh em xem. Rồi. Bây giờ tương tự thì vẫn sẽ tốn 3 bình nhưng mà chúng ta sẽ tốn là 200 trái đó anh em. Và cái dòng thứ ba này là cái dòng quyết định anh em ơi. Cái này hồi nãy là nó ra, ui cái này mà nó ra mà phù hợp với Mihawk là mình lấy luôn ấy. Thật ra như vậy mà hiện tại như thế này mình vẫn có thể mang cho Mihawk được nha anh em. Mình không cần tẩy được cũng được, nhưng mà còn một dòng ba nữa đang bị khóa và mình muốn nó hoàn hảo 100% luôn, cho nên là mình sẽ tiếp tục. Ok. Nhưng mà cái này tốn 200 trái cho nên là chắc là mình phải ít thôi em ơi, không nên ham hố nhiều. Ô mà giờ ngon rồi anh em.
Thấy chưa? Anh em đã thấy sự lợi hại của cối xay gió chưa? Bây giờ mình sẽ di chuyển vòng vòng chỗ này xíu nha. Thật sự là cái map này là quá may mắn anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ di chuyển ra biển để câu cá. Có ba chàng trai, à không, một thằng nhóc, một ông lão đang câu cá và một cái bà này. Ở đây có một con cua mà tại sao mấy người này không bắt nữa nhỉ? Bây giờ mình sẽ di chuyển lại tới cái cối xay gió cũ này và tiếp tục up luck. Anh em thấy tác dụng của up luck chưa? Quá nguy hiểm. Rồi, vô lại. Anh em sẽ nhảy vô đây một phát, sau đó thì ra đây tiếp tục chỗ này. Ok, bây giờ mình tải tiếp nha. Nhớ là lưu ý là khóa hai ô kia lại nè. Đấy, lần này mình không quên đâu nha anh em. Đó, bây giờ một lần là tốn 200 trái, nhưng mà quan trọng là nó ra hệ số gì nè. Nếu mà ra credit nữa là quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu ra hệ số nào đó mà nó phù hợp thì mình chắc mình cũng lấy luôn ấy. Tại bây giờ mình đã có hai dòng credit rồi, nó quá ngon rồi. Nếu mà tải thêm nữa tốn tốn 200 trái rất là phí. Ok, chúng ta sẽ nhấp vô nút vàng để tải và tất nhiên nó sẽ hiện lên cái bảng là bạn có chắc chắn là muốn tốn 200 trái hay không thì mình sẽ xác nhận luôn. Ui. À, hồi hộp quá anh em ơi, rung tim quá. Đây là 200 trái tương đương với một vé vàng đó anh em. Anh em có thấy một cái thằng nào chơi ngu mà nó phá trái như mình hay không? Hui. Vãi lên. Y chang như cũ luôn. Đau đớn thiệt, cái này nó yêu cầu là ăn trái nha anh em, thậm chí là nó còn thua hồi nãy nữa. À không, cái này là nó ra crit rất là ngon 6.4, nhưng mà nó lại bị cái điều kiện là nó yêu cầu là ăn trái ác quỷ mới được nha anh em. Cái này mình nhớ không nhầm hình như là trái Paramecia thì phải, đúng rồi, hình như là Paramecia. Như vậy là 200 trái của mình đã bay rất nhanh nhưng vẫn chưa được thì gì ngon. Bây giờ mình sẽ tải tiếp thêm phát nữa, không sao anh em, hy sinh thêm xíu nữa đi. Vãi lên. Ui trời đen rồi, này mà chí mạng là ngon rồi, nhưng mà giờ cũng ok rồi đấy, em ơi. Nó vừa ra được là sát thương chí mạng 5.9, thôi kệ lấy đi anh em ơi, lấy thôi. Ok, tuy là không hoàn hảo lắm nhưng mà cái này nó cũng ra là sát thương chí mạng là nó cũng rất là ok rồi, được ba dòng B rồi. Ồ, như vậy là ngoài dự kiến của mình, thậm chí là mình còn chưa tiêu tới 30 bình nữa, vẫn còn dư 39 bình. Tức là ba lần là tổng cộng mình chỉ mới tẩy có 7 lần thôi là đã thu thập thành công rồi. Ok. Oh, holy shit. Rồi, bây giờ mang thẻ ba vào thôi. Đủ bỏ rồi. Lực chiến như thế nào rồi ta? Ủa cái gì đấy? Nó nói gì đây anh em ơi? 70k8. Mình nhớ không nhầm là hình như là lúc mình chưa tháo ra là 70k2, nhưng bây giờ lên được 70k8. Như vậy là tổng cộng chúng ta tăng được 600 lực. Chỉ với là hai dòng chỉ số mình vừa tải thôi là tăng được 600 lực. Ồ, gần 71k luôn rồi. Ôi, ôi quá đỉnh. Anh em thấy sự ghê gớm của thẻ chưa? Nói chung là hôm nay có vẻ là nhân phẩm của mình quá tốt các em ơi. Giờ check lại thẻ coi. Thẻ đầu tiên quá tuyệt vời luôn nè. Để mình cộng tổng 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 mình tổng lại hết chí mạng cho anh em xem nha. Rồi thôi sang bình tím này cho lành. Mất công nó nhấp nhầm á. À, như vậy là cái này là đây. 6.3, 6.3 với 7.8 thì như mình nói lại là 14.1 nha, 14.1. 14.1. 14.1 cộng thêm 3.9, 14.1. 14.1, 17, 17, 18, 18 chấm tròn, 18. Cộng thêm cái này nữa là 18 với 5. 8 9 10 11 12 13, 23.3, 23.3 nha anh em. Cho đây là sát thương rồi, không tính nha. Ủa. À cái này cộng rồi. 20 20 mấy rồi ta, 23 rồi đúng không? Cộng thêm cái này nữa là 10 chấm mấy nữa nè, 10.8 nữa, tổng cộng mình nhận được credit là hơn như là hơn 30 chấm rồi. Phải liên thật. Rất nhiều chí mạng luôn, bây giờ chắc đam hơi bị kinh rồi đó. Ô, đi test thôi anh em ơi. Test liền anh em ơi, mình nghĩ là bây giờ đam rất là khủng khiếp rồi đó. Mà test cái nào được ta, test cái nào mới mới xíu thôi. Thôi để mình test cái chỗ này cho anh em xem, chỗ này bữa mình đang thua đây. Trước khi test thì mình vô đây mình quay cái này xíu cho vui đã. Đây là cái event như kiểu là gọi là sao ta, cái gì gacha gì đó. Mình quay gacha thì mình chả nhớ nữa. Bây giờ mình sẽ lắc 5 đồng luôn nè. Ok, ui được 200 trái luôn, vãi lên. Ui hôm nay nhân phẩm thế nhờ. Nhưng mà thật ra mấy cái này thì đằng nào mình cũng lấy hết rồi. Có điều mình quay mấy cái lần đầu tiên thế này mà được hết full trái luôn nè, ghê chưa? Ồ, bây giờ bắt đầu tích trái lại nha anh em. Bây giờ nói chung là bình cam còn dư và nói chung là mình cũng đầu tư cho Mỹ Hót thành công rồi. Bây giờ đợi lùi gen 2. Đợi lùi gen 2 ra, nhưng mà thời điểm bây giờ hiện tại chắc là lùi gen 2 đã ra rồi đấy. Thời điểm mình đang quay này thì lùi gen 2 chưa ra, nhưng mà đem đang xem này thì có thể là lùi gen 2 đã ra rồi. Ok, bây giờ mình vô đây mình chiến cho anh em xem chỗ này nè. Đây, ủa cái gì? Đây, cái hòn đảo này bữa mình đang thua nha. Mình đang đi mới tới là 41 trên 4 tại hòn đảo thứ 41 nha. Trong group game thì rất là nhiều anh em đã đi tới hòn đảo 49, hòn đảo 50 luôn rồi anh em à.
thực sự là chả biết anh em làm gì mà mạnh vãi vãi lúa luôn ấy. Đây bây giờ vô đây là mình cộng được thêm là tổng cộng là 78k này, rất là nhiều lật luôn. Nhưng Yoro này có 52k thì chắc là cũng không làm gì được nhiều. Bây giờ mình sẽ vô đây test chí mạng cho anh em xem. Cái ải này thì trước mình đi bị thua sắp mặt liền. Chắc là anh em theo dõi clip của mình thì anh em có biết rồi, mình đã thua rất là thảm bại luôn. Trong đây có thằng Gaku với thằng Yabra, hai thằng combo liên hoàn mình không thở nổi. Nhưng mà hôm nay vừa xong được cái chí mạng đó thì có thể mọi thứ sẽ thay đổi nha anh em. Nhưng mà cho dù mình có đánh win thì chắc là mình sẽ không win đâu. Để dành ít bữa anh quay nốt cho anh em xem về cái series đảo này luôn. Còn giờ vô test chí mạng thôi. Trong đánh này phải tập trung nha anh em, mặc dù mình mạnh nhưng mà tụi nó đam to lắm, thành ra là phải tập trung để giết nó. Ok ok ok. Test cái chí mạng cái nhẹ nè. Ui nửa cây. Nửa cây giáp. Mới chiêu thường bay nửa cây giáp. Đúng rồi, hất nó lên. Hất nó lên bạn ơi. Đây có chung 4 luôn nè. Có số 4 luôn nè. Đấy là cả cung nó ghê lắm nha anh em. Đấy nó tấn công mình nữa rồi kìa. Không kịp thở, nói chung là không kịp thở luôn ấy. Hay. Ui thằng Jabra, mất giáp đi. Không mất giáp luôn. Này thì không mất giáp nè. Ui thiếu một miếng nọ. Rồi ok. Ok con bà dê. Giết cái thằng này trước đi. Này thì dai bà ra rồi, xong rồi đó. Anh em thấy giờ đi dễ không? Mặc dù máu mình mất cũng rất là nhiều nhưng mà nói chung là dễ hơn rất là nhiều rồi. Kaku này còn giáp nhiều quá ra, nhưng mà giờ nói chung là chủ yếu lắp cái này, sau đó mình né nó. Ui. đây hất nó lên nè. Đó, thấy chưa? Có thằng Lucy là ngon liền. Nó mất giáp rồi nè, Mất giáp thì chết đi ông nội. Đây chiêu cuối luôn. Ôi, thế này thì win dễ rồi anh em. Anh em thấy chưa? Anh em thấy sự lợi hại của tẩy chí mạng chưa? Giờ win rất là ghê luôn, thậm chí là mình có thể win luôn ải này nếu mà mình thích. Thôi chắc là win luôn quá. Nhiều khi mình nên win luôn. Đây anh em thấy không, nó còn có xíu máu, chém cái nữa chết rồi này. Úi trời ơi, nhưng mà thôi chắc là tha mạng với nó đi anh em ơi. Thời gian còn vô rất là nhiều, mười mấy giây, 20 giây. Nhưng thôi tha mạng nó đi anh em ơi. Mình là một người tốt, sống lương thiện, thôi tha mạng nó. Thôi đầu hàng cho nhanh đi, tụi này đánh lâu quá. Thôi còn 6 giây chắc là kịp á. Đây còn 5 giây nè. Anh em nha, anh em chứng là nhân chứng cho mình nha. Nhân chứng sống cho mình là chứng tỏ mình đã vượt bên này rồi, nhưng mà mình tha mạng cho nó. Tụi này nói bữa rồi nó rất là ảo tưởng, nó đánh bại mình, nó hành hạ mình rất nhiều rồi. Hôm nay mình là sức mạnh đã gia tăng, mình giết nó rất là dễ rồi, nhưng mà thôi tha cho nó. Để bữa mình quay cái series leo đảo thì mình sẽ leo xong cái tầng đó, mình sẽ sang chương hòn đảo thứ 42 cho anh xem luôn. Nhưng mà cho nó hấp dẫn. Còn bây giờ thì tẩy xong rồi chắc là đi mình đi nốt cái medal á. Đấy thì nói chung là nhiều bạn còn chưa biết về cái tẩy thẻ thì nói chung mình rất là muốn chia sẻ cho anh em để anh em biết về cái vấn đề tẩy thẻ là như vậy. Thì cái thẻ này thì thật ra thì cái mẹo mà mang cho đứa khác mình thấy nhiều khi nó không có thuận, mình thấy nó không có ok lắm đâu. Tuy nhiên thì thật ra là game nó rất là troll chúng ta. Đây ví dụ nãy mình mang cho Joan, mang cho thằng Lucy á, nó ra Joan, đúng là ra Joan đấy, nhưng mà nó ra tầng hệ số tào lao không à, nó ra đam với ra gì ấy. Để mình check cái thẻ của Lucy coi thử coi. Khi mà được hai thẻ của Lucy thì sao? Để mình check thẻ Lucy nha anh em. Tại vì thuộc tính của mấy cái này là riêng nha anh em, nhiều loại nó khác lắm. Ví dụ đây anh em thấy, mấy cái này có khi là giống nhau nè. Đây, ví dụ như Mihawk nha anh em. Khi mà anh em có hai thẻ Mihawk như thế này lắp vào anh em sẽ cộng được là 20%, nhưng mà 20% này là hình như là thuộc tính đam thì phải. Cái chữ Y này mình nhớ không nhầm là đam này. Còn ở bên dưới này, cái này là sinh mệnh, dòng dưới là sinh mệnh. Bên Kuzan thì sao? Bên Kuzan thì nó y chang luôn à? Phải thế. Ồ, để mình test thằng Lucy coi. Nhiều khi là cái thuộc tính đó là nó cơ bản luôn hay sao ấy chứ. Tức là nó không thay đổi luôn, con tướng nào cũng vậy, khi mà đem mang đủ nó sẽ cộng y chang như vậy thôi. Ui, cái này khác anh em ơi, như vậy là ui, con này kinh vậy. Cái này là crit nè. Khi mà mang đủ hai thẻ của Lucy tăng 30% crit. Ôi vãi lìn. Thằng Lucy này crit kinh vậy. Ồ, cái này là thẻ, cái thẻ này thẻ số 2 nha anh em, thẻ số 2 này tăng 4%. Hình như là 1 2 3. Cái này sao giống crit thế? Xong nhưng mà như là sát thương chí mạng, nhưng mà lại có cái này sinh mệnh. Cái này mình không có đọc được tiếng Trung Quốc, thành ra là quên bật cái áp dịch rồi. Đây là thẻ số 3, thẻ số 3 này thì cái này là chữ B nè. Chữ B này thì là rơi phòng thủ cho anh em. Đúng rồi, chữ B là phòng thủ, đúng rồi đó. Cái thẻ này thì nó tăng 25% gì đây. Có cái chìa khóa này nọ này. Nói chung là quan trọng thẻ 123 thôi. Tại vì thẻ 123 nó mới tẩy được. Thẻ 45 thì nó không tẩy được. Cái 4% này mình vẫn chưa biết là cái gì ta. Nhưng mà có ba gạch này thì mình nghĩ chắc là sinh mệnh quá.
có cái ô trên này tiếng Trung Quốc không biết, chứ nếu biết tiếng Trung Quốc nhìn vô cái biết liền rồi. Ờ, để lát đưa mình hỏi mấy ông bạn của mình sao. Nói, nhưng mà hôm nay rất là hoàn hảo rồi, 100%, coi như là ba thẻ của Mi Hót mình là hoàn hảo rồi. Giờ không cần phải tẩy gì nữa, giờ chỉ cần cố gắng nâng cấp lên là được thôi. Anh em có thể thấy là thẻ này mới có 35 nè, lên này 45, bạn này 35, level đang rất là cùi, chỉ mới có 2 sao thôi. Rất là cùi luôn. Bây giờ mình nâng full ba thẻ này lên nữa là mình có thể lên được 75k đó. Mình có thể là sẽ lên được 75k. Wow. Cày sắp mặt liền luôn, mới có thể lên được 75k trong khi người ta lên cả 100k rồi. Công nhận mấy ông nội kia cày gì mà ghê thiệt. Mình nghĩ là đa số chắc là thuyền là nhiều. Thuyền tăng khá là nhiều nè. Mấy cái thuyền tăng khá là nhiều, mình chỉ mới có một chiếc S thôi. Mấy ông nội đã nạp tiền vô lấy mấy chiếc S nhiều quá, thậm chí là có, hình như là mình nhớ có cả chiếc SS rồi thì phải. Chiếc gì mà Pandora của Enel trên đảo mặt trời lên cung trăng gì đó. Nhớ không nhầm có một chiếc Pandora gì đó. Như là mấy chiếc chiếc thuyền kia nữa, rất là nhiều thuyền ngon nha anh em, đặc biệt là những thuyền S thì nó tăng rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó sẽ tốn rất là nhiều vàng và gỗ. Mà gỗ với vàng thì anh em chúng ta không cho phép rồi, nếu mà dân cày chay thì rất là thiếu thốn vàng với lại gỗ. Còn đại gia nạp tiền thì mình không nói rồi, tại vì có thể nạp tiền vô để kiếm vàng, thậm chí có thể nạp vô để mua gỗ. Nói chung là đầu tư vô là chiến tăng rất là kinh. Nên thôi, chúng ta không cần phải nhìn mấy người lực chiến cao mà kiểu muốn muốn làm sao bất chấp mọi thứ để có thể cao lực chiến, anh em không cần nha. Game này không cần phải vội, cứ cày từ từ thôi. Anh em thấy mình không? Cày tàn tàn thôi, tại mình đầu tư Mi Hót là nhiều thôi chứ. Ví dụ như Kuma nè, mình lấy Kuma xong mình cũng vứt một chỗ thôi. Chủ yếu mình quay clip cho anh em xem là có vòng quay Kuma thì mình quay ra Kuma xong mình cũng để ở đây. Yoro này mình cũng chưa có làm gì cả, mình quay xong mình cũng để ở đây. Cách hai ba vòng quay rồi mình đâu có làm gì đâu. Thằng Moria là thằng thảm nhất nè. Hiện tại là thậm chí là lực chiến cũng đang còn thua cả Yoro luôn, thì trẻ trâu nữa, đáng đáng lòng thiệt. À, được rồi, clip cũng khá là dài rồi, thôi chắc mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình, nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình nha. Và tất nhiên thì anh em đừng quên comment chúc mừng mình vì mình đã tẩy, nói chung là trọn vẹn 100% thành công được cái thẻ 123 của Mihawk nha. Rồi, bye bye anh em.